Nếu như các nhân vật trong cuộc đời vẫn đẹp sao, đều trải qua sóng gió của cuộc đời thì cặp đôi trẻ Thạch và Nga cũng không ngoại lệ. Cả hai đã phải chia tay khi bị mẹ của Nga cấm cản, đặc biệt khi Thạch vướng phải nợ nần. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, chị Hoa tận mắt chứng kiến cuộc sống của bố con Lưu và đã hiểu về Thạch. Nếu như trước đây chị nghĩ một thanh niên nghèo hèn Thạch tiếp cận con gái mình để lợi dụng thì nay chị đã nhận ra chàng trai này đầy lòng tự trọng, sự chăm chỉ và tốt bụng. Chị cũng chứng kiến tình yêu của con gái mình dành cho Thạch. Vì thế, chị không còn lý do gì để cấm cản tụi trẻ. Kết phim, Thạch và Nga, cặp đôi đẹp của cuộc đời vẫn đẹp sao có thể tiếp tục cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của tuổi đôi mươi đầy tươi đẹp. Là một diễn viên trẻ, Hà Đan từng chia sẻ, mỗi buổi đi quay với Đan không chỉ là đi làm, mà còn là mỗi buổi học để tích lũy thêm kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị trong đoàn. Cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ và yêu thương Nga trong suốt quá trình làm phim. Diễn viên Hà Đan hé lộ một số hình ảnh hậu trường đầy dễ thương của Thạch và Nga trong tập cuối cuộc đời vẫn đẹp sao. Trước đó, cặp đôi cũng có nhiều bức ảnh hậu trường cực tình cảm và dễ thương trong quá trình quay. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.